Chuyển sang phân khúc xe hai bánh. Thưa quý vị, những hình ảnh mới nhất của chiếc mô tô phân khối lớn Honda CL500 sẽ nối tiếp chương trình ngày hôm nay. CL500 mới mang thiết kế đặc trưng của dòng Scrambler và thừa hưởng những đường nét từ quá khứ như những năm 1960-1970. CL là cách Honda đặt cho xe địa hình off-road. Ngoài CL500 thì khách hàng tại Thái Lan còn có thêm lựa chọn là CL300. Nhìn tổng thể thiết kế của CL500 gần như là tương tự với Rebel 500, chỉ khác nhau về kiểu dáng. Xe sử dụng khung sườn thép ống kim cương, trang bị đèn pha LED kiểu cổ điển, đèn hậu LED, bình xăng bo tròn và trang trí với hai miếng ốp nhựa ở hai bên, ống xả đặt cao, đồng hồ LCD. CL500 lắp động cơ 2 xi lanh song song, dung tích thực là 471 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 45 mã lực tại 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 43.3 Nm tại 6.000 vòng trên phút, côn tay, hộp số 6 cấp, ly hợp chống trượt. Giảm sóc điều chỉnh hành trình dài hơn Rebel 500, cặp vành đúc kích thước lớn hơn, vành trước 19 inch, vành sau 17 inch, trong khi của Rebel 500 đều là 16 inch. Trang bị an toàn với phanh đĩa đơn mỗi bánh kèm ABS 2 kênh tiêu chuẩn. Xe nặng 191 kg, bình xăng 12 lít, độ cao yên 790 mm, khoảng sáng gầm là 155 mm. Honda CL500 2023 bán ra tại Thái Lan với giá bán là 6.600 USD. Xe có một số màu sắc để lựa chọn. CL500 cạnh tranh với Royal Enfield Scram 411 2023 giá là 5.200 USD.